sao lại đi mở như vậy? Học sinh sinh viên thì bây giờ làm gì thì có, ví dụ tiêu quá trớn thì bây giờ kiếm đâu ra tiền mà trả? Thời gian đơn hạn là thời gian mà kiểu cho mình thêm thời gian để trả nợ. Thỉnh thoảng lại được nhận thấy email là được cashback mấy trăm nghìn, cũng thấy vui. Dùng nhiều nợ nhiều, nhỡ tôi sợ bị thấu chi ấy, ngoài khả năng chi trả của tôi. Nhiều khi không nhớ là mình đã tiêu cái gì ấy, xong rồi đến lúc mà vào xong thấy kiểu cả hơn chục triệu, xong rồi kiểu ôi sao mình đã tiêu nhiều này trong một tháng nhỉ, cũng hơi hốt hoảng, nhưng mà thì cũng lỡ rồi thì đành chịu thôi. Nhiều khi là mình cũng không biết là mình trả lại bằng như thế nào luôn, nhưng mình cứ tiêu trước đã. Cứ dùng thẻ tín dụng thế này thì khả năng là tháng nào cũng nợ mất. Không, mình cảm bị sợ cảm giác của thành con nợ ấy, xong rồi tháng nào cũng gọi đòi tiền ấy. Thế nên là cũng lúc đấy cũng có suy nghĩ là hay là thôi hủy thẻ đi. Thế nhưng mà lại nghĩ là có những vài lúc mình cần tiền gấp thì sao? Thế nên là vẫn hiện tại vẫn đang dùng. Đó là hồ sơ của các ứng viên sẽ tham gia vào câu chuyện về Gen Z và thẻ tín dụng của ngày hôm nay. Hãy xem là các bạn trẻ sinh 1997 cho tới 2012 thì sử dụng thẻ tín dụng như thế nào? Họ có bao giờ vung tay quá tráng hay chưa? Và họ có chiêu gì để sử dụng thẻ một cách thông minh? Hãy cùng mời họ vào chiếc ghế nóng này. Mời quý vị sẽ theo dõi Mr. Money của VTV Money. Để tôi biết. Câu đầu tiên, bạn có bao nhiêu chiếc thẻ tín dụng? Mình có 2 cái. Hiện tại có 1 thôi. Một chiếc thẻ duy nhất. Câu số 2, chủ yếu dùng để mua gì hay là mua cái gì cũng dùng thẻ? Mua hàng trên online. Thanh toán Shopee với cả đi xe taxi. Khi mà mình cần tiền gấp. Tiền mặt, chuyển khoản và thẻ tín dụng, chọn. Chuyển khoản. Tiền mặt. Số tiền tiêu bằng thẻ trong tháng nhiều nhất là bao nhiêu? 20 triệu. 20 triệu. 10 triệu thôi. Thời gian ân hạn là gì? Thời gian đơn hạn là thời gian mà kiểu cho mình thêm thời gian để trả nợ. Thời gian mình sẽ không phải trả lãi. Thẻ tín dụng có rút được tiền mặt không? Có rút được. Thời gian miễn lãi là bao nhiêu ngày? Miễn lãi là gì nhỉ? Là 45 ngày. 45 ngày. Hãy kể những loại phí bạn phải trả khi sử dụng thẻ tín dụng. Phí thường niên này. Ok, hết phí lãi ngân hàng nếu mà trả muộn, hoặc là phí khi mà rút tiền ấy. Rút tiền mặt khá là cao. Phí lãi suất khi mà chưa có trả cái số nợ còn lại thì ví dụ như là rút tiền ở cây chẳng hạn thì cũng sẽ bị mất một khoản phí. Thẻ Visa, thẻ Mastercard là thẻ tín dụng đúng hay sai? Đúng. Visa tín dụng có Visa credit và debit. Đúng. Nếu trả khoản thanh toán tối thiểu thì người dùng có bị tính lãi hay không? Không. Người dùng vẫn bị tính lãi. Có, vẫn bị tính lãi nha. Mình nghĩ là hệ thống hoàn tiền của các một vài chương trình kết hợp với cả một vài kiểu nhãn hàng hay là mấy cái sàn thương mại điện tử. Khi mà mình sử dụng được một khoản tiền khá thì nó sẽ hoàn lại tầm 5%. Thỉnh thoảng lại được nhận thấy email là được cashback mấy trăm nghìn, cũng thấy vui. Chủ yếu là tôi dùng để mua Shopee với cả thanh toán taxi. Ví dụ như là nó sẽ cho thêm nhiều mã giảm giá hoặc là cho nhiều mã discount hơn. Ví dụ như là có những cái mã của nó sẽ để là của ngân hàng đấy. X là liên kết với cả Shopee. Tôi nghe quảng cáo là cái thẻ này dành riêng cho liên kết với Shopee. Thế cho nên là tôi lựa chọn loại thẻ này bởi vì là tôi thấy là nó phù hợp với cả nhu cầu và mục đích sử dụng của tôi. Còn lại thì thường tôi sẽ chuyển khoản, tôi không hay sử dụng thẻ tín dụng cho các nhu cầu khác. Bởi vì tôi nghĩ là dùng nhiều nợ nhiều, nhỡ tôi sợ bị thấu chi ấy, ngoài khả năng chi trả của tôi. Không phải là bạn lúc nào cũng có thể gọi là xoay kịp cái dòng tiền để trả hết cái khoản nợ thẻ ngân hàng trong cuộc cái tháng đấy sau khi cái thời gian được miễn lãi ấy, thì nên lựa chọn cả ngân hàng nào mà nó sẽ tính cái mức phí lãi suất thấp thì mình cũng sẽ bớt thiệt hơn. Ví dụ như là bây giờ cái thẻ đấy của tôi đợt đấy là tôi nợ 20 triệu chẳng hạn, tôi thanh toán 1 triệu nhưng mà sau đấy cái tháng tiếp theo đấy nó vẫn bị tính lãi thêm 1 triệu. Bởi vì căn bản là chỉ mỗi tháng đấy tôi trả chậm, còn lại sau đấy thì tôi cũng không còn vấn đề về việc thanh toán. Cho nên là tôi thấy là dùng thì cũng tiếp tục dùng thì cũng không sao. Mình nghĩ là đừng bao giờ để cái số tiền có thể thanh toán tối thiểu làm mình bị mờ mắt. Bởi vì là nghe thì rất là hấp dẫn, bởi vì một tháng ví dụ mình tiêu khoảng 7 triệu,
mình chỉ phải trả số tiền tối thiểu khoảng tầm đâu đó gần 400 nghìn thôi. Nghe thì nó rất là hời, nghe nó rất là sướng, kiểu chỉ phải trả một, mình tiêu rất là nhiều nhưng mà trả một ít thôi. Thế nhưng mà cái số tiền mà các bạn nợ thẻ tín dụng thì nó vẫn sẽ bị tính lãi, thậm chí là lãi mình thấy khá là cao. Có một lần mình chỉ thanh toán tối thiểu và mình cứ nghĩ là thanh toán tối, hồi đấy mình cũng chưa tìm hiểu kỹ, thế nên là mình thanh toán tối thiểu và mình nghĩ là nó sẽ không bị tính lãi. Thế nhưng mà đến cái đợt sao kê thì thấy là nó vẫn bị tính lãi ở cái khoản mình nợ một đống tiền kia. Thế nên là thấy cũng khá là hốt hoảng đấy. Nếu mà hạn mức cao hơn thì mình sẽ tiêu nhiều hơn, và chắc chắn tiêu nhiều hơn là nợ nhiều hơn rồi. Nhiều khi là mình cũng không biết là mình trả lại bằng như thế nào luôn, nhưng mình cứ tiêu trước đã. Nhiều ưu đãi đối với các hạng mục mà chị em quan tâm, như là chi tiêu đối với nhóm ngành bảo hiểm trực tuyến, giáo dục thì sẽ được hoàn tiền lên tới 15%. Còn đối với cái hạng mục là như là chăm sóc sắc đẹp, y tế thì hoàn tiền lên tới 10%, và các cái giao dịch mua sắm tại siêu thị thì hoàn tiền lên đến 5%. Nhằm hỗ trợ tối đa và đem đến những lợi ích thiết thực dành cho khách hàng tin chọn các sản phẩm tín dụng, Vietinbank đã điều chỉnh lãi suất cho vay chỉ từ 5% một năm. Theo đó, khi tham gia chương trình vay ưu đãi khởi sắc tương lai sẽ được giảm lãi suất 0,2% một năm. Cụ thể, đối với khoản vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 5% một năm. Đối với khoản vay trung dài hạn, lãi suất chỉ từ 5,6% một năm. Nhiều khi không nhớ là mình đã tiêu cái gì ấy, xong rồi đến lúc mà vào xong thấy kiểu cả chục, hơn chục triệu, xong mình kiểu ôi, xong mình đã tiêu nhiều này trong một tháng nhỉ, cũng hơi hốt hoảng, nhưng mà thì cũng lỡ rồi thì đành chịu thôi. Mình thấy đấy là một điều hơi nguy hiểm đối với mình, tại vì mình là cái kiểu người mà thích là đã nợ thì trả luôn, chứ mình sợ quên, với cả cảm giác đến lúc mà nó gom góp lại thành một cục rất là lớn ấy, thì lúc ấy cảm thấy trả rất là xót. Mình không chắc ở Việt Nam như nào, nhưng ở bên Mỹ thì người ta sẽ rất là cố để giữ cái điểm tín dụng của mình thật là cao để giúp ích cho việc mà mua nhà, thuê nhà sau này. Tại vì bình thường người ta đã nhìn vào cái điểm số đấy rất là nhiều. Đợt mà mình mở thẻ tín dụng thì bạn mình cũng rất là bất ngờ. Bạn mình bảo là sao lại đi mở như vậy? Kiểu học sinh, sinh viên thì bây giờ làm gì thì... Ví dụ tiêu quá trớn thì bây giờ kiếm đâu ra tiền mà trả? Nên là bạn mình thường là... cũng đang tiểu tầm đi học, sinh viên đi làm thêm mấy cái công việc mà lương nó không quá cao thôi, nên là rất là sợ tình trạng là nếu mở thẻ tín dụng thì sẽ có ngày không có trả được. Đó. Có một tháng là mình đã chỉ đủ tiền để có thể thanh toán số tiền tối thiểu thôi, thế nên là cũng lúc đấy cũng lo, thế nhưng mà may là sau đấy thì cũng trả đủ. Tháng sau là mình nhận thức được là mình chết rồi, tôi không thể nợ thẻ tín dụng được, thế là tôi phải trả hết luôn. Lúc đấy mình cũng có suy nghĩ là chết rồi, cứ dùng thẻ tín dụng thế này thì khả năng là tháng nào cũng nợ mất. Không, mình cảm bị sợ cảm giác của thành con nợ ấy, xong rồi tháng nào họ cũng gọi đòi tiền ấy. Thế nên là cũng lúc đấy cũng có suy nghĩ là hay là thôi, hủy thẻ đi. Thế nhưng mà lại nghĩ là có những vài lúc mình cần tiền gấp thì sao? Thế nên là vẫn hiện tại vẫn đang dùng. Con gái thường có một số cái nhu cầu, ví dụ như là thỉnh thoảng là dùng hết mỹ phẩm chẳng hạn, hết thì hết một lượt luôn. Thế là tôi phải thay toàn bộ mỹ phẩm trong một cái tháng đấy và một cái lần đấy chẳng hạn. Và lúc đấy thì có thể là lương chưa kịp về, tiền chưa kịp về, thu nhập chưa đủ để thanh toán toàn bộ dư nợ. Mà mình thì vẫn phải gọi là ứng trước ra để đáp ứng cái nhu cầu của mình. Thực ra là mình sử dụng dịch vụ gì ấy, mình cũng quan tâm đến những cái gọi là lợi ích kèm theo, những cái ưu đãi kèm theo của một cái dịch vụ mình sử dụng. Nếu mà khi mà bạn nhìn thấy một cái thứ hời hơn thì không có lý do gì là bạn không đổi. Nếu trong trường hợp mà mình có thể kiểm soát được cái chi tiêu này, sử dụng thẻ tín dụng một cách hiệu quả, thì tôi nghĩ là nên có một hai cái để quản lý cho dễ, và thỉnh thoảng nếu ví dụ như có việc cần hoặc là cũng có thể tận dụng được các ưu đãi từ cái thẻ tín dụng thì không có gì là xấu cả. Chỉ là nếu mà kiểu sở hữu quá nhiều thẻ tín dụng này, gọi là chi tiêu không bao giờ kiểm soát, thì tôi nghĩ là không nên sử dụng thẻ tín dụng. Ví dụ là có thể tôi chia sẻ với anh là có thể trong một lúc tôi chốt liền một lúc 4 cái váy, nhưng mà tôi luôn trước khi mua một cái gì đấy, tôi luôn biết rằng là kể cả tôi có sử dụng thẻ tín dụng thì nó hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của tôi, và tôi sẽ không bị thấu chi hay là vượt quá cái khả năng ngân sách của tôi cho cái việc mua sắm đấy chẳng hạn. Cho nên là tôi không quá lo lắng. Trước đây thì thẻ tín dụng là một thứ gì đấy rất là mới. Tôi nhớ là hình như là khoảng tôi lớp 4, lớp 5
thì tôi nhìn thấy những chiếc thẻ tín dụng đầu tiên, và lúc này rất là mới, là của bố mẹ tôi. Và lúc này tôi đã hỏi là thẻ tín dụng này để là thẻ này là khác gì thẻ thường, thẻ tín dụng này để làm gì. Và lúc đấy tôi nhớ là bố mẹ tôi cũng thậm chí là không sử dụng quá nhiều cái thẻ tín dụng, bởi vì hồi xưa bố mẹ tôi ông quan niệm là có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu ấy, không nên sử dụng quá là để gọi là vượt quá ngân sách và không thể chi trả cho cái khoản nợ của mình. Tôi thế hệ trước thì tôi nghĩ là họ có một sự cẩn trọng hơn. Còn bây giờ thì công nghệ này rồi mọi thứ, giới trẻ cũng cởi mở hơn với việc tận dụng thẻ tín dụng, thậm chí là nhiều bạn trẻ còn có thể là tận dụng thẻ tín dụng để xoay vòng vốn chẳng hạn, hoặc là có những cái khoản xoay những cái khoản trong lúc cần một cách thông minh để kinh doanh hoặc làm bất cứ cái gì đấy. Thì tôi nghĩ là bây giờ thì các bạn trẻ, đặc biệt Gen Z thì có nhiều cách chi tiêu thông minh này, tận dụng được tối ưu cái ưu đãi từ thẻ tín dụng hơn, và có thể là các bạn cũng biết cách kiểm soát chi tiêu hơn, cởi mở hơn về việc là sử dụng thẻ tín dụng. Hoàn toàn là có thể lưu ý những cái nội dung ở trong email và số điện thoại mà mình đã đăng ký với khách hàng để làm sao mà chúng ta có thể quản trị tốt nhất những cái phần chi tiêu của chúng ta và thanh toán nợ đầy đủ đúng hạn. Hiện tại thì các ngân hàng thông thường sẽ miễn lãi cho các khách hàng và chủ thẻ có chi tiêu trên thẻ tín dụng của mình từ 45 đến 55 ngày tùy dòng thẻ, hạn thẻ và tùy từng ngân hàng. Thì cái thời gian miễn lãi này thì ngân hàng được gọi là thời gian ân hạn, trong trường hợp là khách hàng thanh toán đúng cái thời hạn thanh toán đó. Thế còn sau thời hạn thanh toán mà khách hàng thanh toán thì cái thời gian mà tính lãi suất thì sẽ được tính từ thời điểm bắt đầu sao kê. Thế tuy nhiên thì nếu như mà khách hàng không thanh toán đúng và đủ thì cái lãi suất của khách hàng sẽ được tính từ thời điểm phát sinh giao dịch. Ngân hàng sẽ nhắn tin về các cái thông tin cho khách hàng như là ngày thanh toán, ngày cần thanh toán, số tiền thanh toán tối thiểu và số dư, toàn bộ số dư. Khách hàng cần chuẩn bị số tiền trong tài khoản để tránh cái việc mà bị thu phí quá hạn cũng như là các cái lãi phát sinh. Ngoài ra thì khách hàng cũng cần lưu ý là nếu như mà mình phát sinh cái nợ quá hạn quá 90 ngày thì sẽ bị chuyển nhóm nợ và có thể lên ảnh hưởng đến cái nợ xấu CIC. Để tránh vung tay quá chán, ngân hàng cũng khuyến nghị khách hàng nên đưa ra kế hoạch chi tiêu cho từng tháng dựa trên hạn mức tín dụng được cấp và hạn mức tín dụng khả dụng còn lại. Khách hàng cũng cần lưu ý bảo vệ thông tin cá nhân, không nhập thông tin thẻ ở những trang web không uy tín, tránh rủi ro đáng tiếc.